Con thấy đầu tràng mình ít, cái cổ kêu dù một người cũng nói. Mà thật sự là đạo tràng mình ít thiệt á, thì thầy mong rằng Bình Dương chúng ta cũng có nhiều chỗ như là Thiên Phước, Thiên Hòa, Thiên Hoa, cũng có một số chỗ chúng tôi đi giảng, thì thầy mong rằng chùa Thiên Hoa chúng ta cố gắng phát triển nhiều hơn nữa, để không phải là chúng tôi nói ít nhiều, nhưng mà chúng ta cố gắng làm cho cái chùa chúng ta sum tụ lên xíu. Thì quan trọng là quý Phật tử cố gắng khuyên bạn bè mình tới ủng hộ chùa, để cùng nhau tu tập tinh tấn, để chúng ta cùng nhau giải thoát. Có một số người giờ chúng ta ngồi đây để tu tập, mà thầy thấy đa số là chỗ nào đông thì chỗ đó càng đông hơn, tại chỗ đó đông thì vui. Đông thì vui đúng không ạ? Như ví dụ như chúng tôi giảng ở chùa Hoằng Pháp á, thì không có chỗ ngồi, 3-4 ngàn người, 5-6 ngàn người. Chỗ nào đông thì chỗ đó sẽ đông hơn, tại vì đông thì sao có được vui, nhiều chuyện nhiều, có gì không phải là chúng tôi nói tu là nhiều chuyện, nhưng mà đông thì có nhiều người, có nhiều bạn mình để mình nói hơn, mình nhẹ dễ chọn lựa hơn, có nhiều người đi tu chứ thật sự ra không đi tu gì hết á, đi lên kiếm bạn nói chuyện chơi. Trời ơi, kể từ đời ông cố nội tới đời ông tu, kể ngồi tu mà thôi á, kể tôi trời ơi, nhà tôi có 2 đứa con, nhà tôi có mấy mảnh giường, nhà tôi con sao, con tôi mới cưới, trời ơi đem ra tối tùm lum hết, trời ơi con tôi cưới mấy chục mâm trời lớn lắm mà. Trời ơi, ngồi cái chuyện con mà, hoặc là đám giỗ mới nhà, trời mà biết hôm qua nhà tôi đám giỗ lớn lắm, đông khách thì nghe là tôi đãi toàn là món sang không, ngồi nói chuyện ta bà thế giới, ta bà ha không, tao tu. Bởi vậy chỗ đông thì ta có thể, ta có nhiều điều ta nói hơn, còn mình ít thì tự nhiên nó ít hơn, là tại vì ít không có vui, nhưng mà chúng ta thôi cố gắng. Nếu ít mà chúng ta biết tu á, thì chúng ta cũng có thể có sự an lạc. Tại vì ít thì ít người nhiều, nhiều chuyện. Ta nói càng nói càng sai, ít nói ít sai, đúng không ạ? Thì quý tử nói cho thầy nè, nói càng nhiều. Quý tử nói cho thầy nè, nói càng nhiều, sai càng nhiều, nói càng ít. Sao? Sai càng ít, không nói. Đúng rồi, nói càng nhiều thì sai càng nhiều. Nói càng nhiều thì sai càng nhiều à. Chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta phát ra một lời nói, thì chắc chắn rằng trong lời nói đó sẽ có 10 lời nói, ta sẽ có 2 lời nói sai. Chắc chắn vậy. Bởi vì chúng ta dành thời gian tu để niệm Phật, thầy không đi giảng với thầy ít nói lắm thật á. Chỉ lên pháp tòa tự nhiên ai ứng bà Hành nói gì chứ dưới không có nói đâu, ít nói lắm, chỉ cười vui vẻ thôi chứ không có nói. Tại mình biết khi mà mình lên pháp tòa thì sẽ được chư Phật gia hộ và Long Thiên Hộ Pháp hỗ trợ cho mình cái lực để mình nói. Mà khi xuống pháp tòa rồi, nhiều khi thầy sư thầy lên thầy nói như két, nhưng mà xuống thầy không nói gì hết. Mình biết mình bậy, mình nói bậy người ta đánh phù mỏ, đúng không? Mình biết nói bậy là người ta đánh nội gì. Mình nói nhiều sai, nói ít không nói sai. Bởi vậy chúng ta bây giờ mấy người tự ta càng nói nhiều càng sai, nói ít thì sai, không nói thì đâu có sai đâu. Mà đôi khi không nói cũng bởi vì cố gắng không nói, nhưng mà mình niệm Phật, để tâm lúc nào cũng nhớ tới Phật. Không nói gì ai nói cũng cười, ai nói cũng cười vui vẻ hoan hỷ. Chứ thật sự ra ta nói ông bà ta nói hay, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà cuộc sống chúng ta thử suy nghĩ xem, ít ai mà nói vừa lòng ai hết á, ai cũng muốn hơn người ta hết á, chứ không bao giờ mà ai khen. Quý tử thử sống trong đời sống thử coi, ít ai mà tăng bốc mình, người ta chỉ hạ đạp mình xuống, người ta chỉ muốn đưa mình xuống thôi, không ai mà tự nhiên đưa mình lên hết. Bởi vì quý tử nên nhớ rằng mình đi tu rồi, mình hiểu Phật Pháp rồi, mình được gia hộ của Phật Pháp rồi, mình cố gắng nói ít phải là không nói đâu, chứ nói gì ta tưởng mình bị câm, không phải. Mình kêu ai nói gì mình cũng mô Phật, nói đúng mình cũng mô vô kêu bà lại lên nói nghe mà, như trời ui vui lắm chuyện này. Hồi tối nhà mình kể lộ vui lắm,
Mình điều chỉ là mình đua theo cái chuyện đó, nhưng mà mình tu sao? Mô Phật kệ người ta, mình mô Phật kệ người ta, mình không theo, bị theo cái duyên của trần. Lúc nào cũng vui, vui vẻ an lạc trong giáo pháp của Đức Như Lai. À, ai nói gì mình cũng mô Phật, mình người đó đúng mình cũng mô Phật, biết bà đó nổ mình cũng mô Phật, biết bà đó chửi người ta mình cũng mô. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Ai biểu mình nhiều chuyện chi hồi ta chửi mình, kêu trời ơi em khổ quá trời ơi, nó chửi em hoài. Tại mình nhiều chuyện quá gì đâu không chửi. À, bởi vậy thầy nhắc rằng chúng ta đi tu, à, ít cũng được, ít thì càng dễ tu. Ít thì mình có bạn ít, mình nói chuyện ít. Nhiều thì mình nói chuyện nhiều trên trời dưới đất, trên hang trên núi gì mình cũng biết hết trơn á. Ngồi đây mà nói chuyện cả thế giới. À, bây giờ mình ít thì mình cố gắng mình tu tịnh gì, tịnh khẩu, cố gắng tu tịnh khẩu, niệm Phật nhiều, tu nhiều để mình có phước báo. Hôm nay thầy muốn giải cho tử đề tài là 8 sự giác ngộ Đức Phật đã dạy. À, 8 sự giác ngộ mà Đức Phật đã dạy. Đố với tử 8 sự giác ngộ đó là gì, ai đã đúng cho sao chuỗi? Sao chuỗi đẹp không có tử? Sao chuỗi này toàn là vàng dòng kim cương pha lê mã não không? Ai biết 8 sự giác ngộ không? Đức Phật khi mà Ngài thành đạo chánh đẳng chánh giác, khi mà Ngài nói ra 8 điều giác ngộ này để nhằm giúp cho người con của Ngài, nhất là Phật tử chúng ta, tự mình giác ngộ ở thế gian này. À, Đức Phật nói 8 điều giác ngộ để chúng ta thấy được cuộc đời này là vô thường, cuộc đời này là không thật có, để chúng ta giác ngộ tự tâm chúng ta không đua đòi, không hơn thua, không bon chen, không giận, không hờn, không ghét, không thương yêu, không, nói chung là đủ thứ, để chúng ta tự bản thân chúng ta có được cái niềm vui trong sự an lạc trong cuộc sống này. Quý tử hàng ngày chúng ta sống trong cuộc sống này, chúng ta thấy có được an vui không? Có không? Không, ít lắm. Những người đi tu chúng ta mới biết là, chứ thật sự ra nhiều người ta nói bà giàu mới được vui, chứ tôi nghèo đâu được vui. Mà